Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, nhiều người cho rằng đường chỉ tay mới có thể tiết lộ số mệnh trong tương lai của mỗi người. Thế nhưng, theo tử vi tướng số, các đặc điểm trên ngón tay trỏ cũng sẽ giúp chúng ta đoán biết được tính cách, số mệnh giàu nghèo của mỗi người. Theo quan điểm nhân tướng học, chỉ cần nhìn qua một vài đặc điểm trên ngón tay trỏ là chúng ta cũng có thể đoán được một phần tính cách cũng như số mệnh giàu sang hay nghèo hèn của mỗi người. Vậy nên trên ngón tay trỏ có những đặc điểm như thế nào thì sẽ giàu có và ngược lại như thế nào sẽ báo hiệu cuộc sống nghèo khổ. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng với kênh Phong Thủy Lộc Tài khám phá ngón tay trỏ của chính mình trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất tới từ kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Từ thời xa xưa, phương pháp xem bói bàn tay vẫn được dùng để luận giải về vận mệnh, công danh, tình duyên và cuộc đời của con người. Trải qua nhiều năm tích lũy và đúc rút kinh nghiệm, hiện tại thuật xem bói tay vẫn được tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Xem tướng tay, xem tướng ngón tay ra đời để luận đoán về vận thế nhân sinh, sức khỏe, tâm lý, tính cách và cuộc đời của một người. Xem bói ngón tay còn là dấu hiệu nhận biết dịch bệnh theo từng giai đoạn. Xem tướng bàn tay, xem bói qua ngón tay chính là chìa khóa mở ra những thông tin vô cùng hữu ích, giúp cho con người nắm rõ được năng lực, lợi thế của bản thân mình, cũng như những thiếu sót để từ đó biết cách phát huy thế mạnh, hạn chế điểm yếu, dần dần vươn lên nắm lấy số mệnh của chính mình. Khi xem tướng tay người ta sẽ xem từng bộ phận khác nhau trên bàn tay như xem tướng bàn tay, xem tướng ngón tay, xem chỉ tay, xem hoa tay, xem tướng lòng bàn tay, v.v. Cách xem bói từ ngón tay phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm và hiểu biết của từng người. Nhưng nhìn chung, chỉ cần thông qua vài nét đặc biệt trên ngón tay là người xem có thể xác định được phần nào về người ấy. Luận đoán cuộc đời thông qua hình dáng ngón tay trỏ. Trường hợp thứ nhất, người có ngón tay trỏ đạt chuẩn. Ngón tay trỏ đạt chuẩn là các đốt ngón tay bằng nhau, đầu ngón trỏ tròn và đầy đặn. Nếu sở hữu ngón trỏ như thế, chứng tỏ bạn là người thường nghĩ về mọi thứ xung quanh mình, có tham vọng và quyết tâm đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Việc bạn cần làm trong tương lai là tiếp tục phát huy sự chăm chỉ, năng nổ của mình. Có như vậy, mọi nỗ lực của bạn mới được đền đáp xứng đáng. Trường hợp thứ hai, ngón trỏ có phần trên khá dài. Nếu ngón tay trỏ có phần trên khá dài, chứng tỏ bạn là người siêng năng, làm việc chăm chỉ và nhiệt huyết với công việc. Bạn biết cách làm như thế nào để hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất và bạn luôn tự hào về tất cả những gì mà mình đang có. Trường hợp thứ ba, ngón tay trỏ tròn trịa, mập mạp. Ngón tay trỏ to mập chứng tỏ bạn rất có khả năng trở thành lãnh đạo. Một khi ở trong một nhóm nào đó, bạn luôn rất nổi bật và trở thành người đứng đầu nhóm. Trường hợp thứ tư, ngón trỏ thẳng và thon nhỏ. Nếu sở hữu ngón tay trỏ thon nhỏ thì bạn là người rất lương thiện, sống nội tâm, có khả năng giao tiếp tốt với người khác. Trường hợp thứ năm, ngón tay trỏ hơi nghiêng. Ngón trỏ hơi nghiêng tiết lộ bạn là người giàu cảm xúc và sáng tạo. Trong đầu bạn luôn là một sổ ý tưởng, nhưng mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà bạn còn biết cách biến nó thành sự thật và thực hiện thành công. Các đường chỉ tay ở ngón trỏ sẽ tiết lộ điều gì về cuộc đời của bạn? Thứ nhất, nếu đường chỉ tay ngón trỏ của bạn là hai đường thẳng song song thì điều này chứng tỏ bạn là người khá bình tĩnh, luôn suy nghĩ thấu đáo, thận trọng trong mọi quyết định hay khi làm bất cứ việc gì. Trước khi bắt tay vào làm việc, bạn luôn suy tính tới mọi trường hợp có thể xảy ra, kể cả những trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên, đây là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của bạn vì do suy nghĩ quá nhiều. Trong một vài trường hợp cần nhanh nhạy, bạn lại vô cùng lề mề và có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội. Thứ hai, nếu hai đường chỉ tay ngón trỏ cùng cong xuống dưới thì bạn là người vô tư, phóng khoáng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Bạn không suy nghĩ quá nhiều về tương lai và khó kiểm soát được lý trí của mình.
Ví dụ, nếu như đang thích một món đồ nào đó nhưng hết tiền, bạn vẫn sẽ cố mua vay mượn để mua món đồ đó cho bằng được. Và cũng bởi tính cách này nên bạn còn thường xuyên rất dễ bị thủng ví. Thứ ba, nếu hai đường chỉ tay ngón trỏ cùng cong lên trên thì bạn là người sống rất lý trí, tỉnh táo nên khi gặp khó khăn trở ngại, bạn luôn giải quyết rất tốt. Thế nhưng trong tình cảm, bạn lại là người khô khan, thực tế kém lãng mạn nên đường tình duyên sẽ gặp phải những lận đận, chuyền chuyền. Thứ tư, nếu hai đường chỉ tay ở ngón trỏ cong hướng vào nhau thì bạn là người thân thiện, cởi mở, hòa đồng và dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Nhưng đôi khi do quá tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần suy nghĩ nên bạn rất dễ bị người khác lợi dụng. Vậy thì nốt ruồi xuất hiện trên ngón tay trỏ sẽ báo hiệu điều gì? Theo quan niệm tử vi chiếu số thì những người sở hữu nốt ruồi ở ngón tay trỏ thường gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống, thuận lợi trong công việc. Đặc biệt, nếu đó là nốt ruồi son, chứng tỏ người này sinh ra vốn đã có số sứ tử trong trứng, được hưởng hạnh phúc từ cha mẹ, gia đình. Không chỉ vậy, đây cũng là một người đa tài, dù làm việc trong bất cứ lĩnh vực nào cũng có thể thành công được. Về hậu vận, họ sẽ có một cuộc sống giàu sang, sung túc và an nhàn. Trong tình yêu, họ là người chung thủy, chân thành và hết mực yêu thương gia đình. Đối với nữ giới, nếu nốt ruồi nằm trên ngón trỏ tay trái thì đó là một người phụ nữ vô cùng đảm đang, luôn ưu tiên việc chăm sóc gia đình lên trên hết. Họ sẽ có một cuộc đời an nhàn, không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Ngược lại, nếu nốt ruồi nằm trên ngón trỏ tay phải thì người này thường có quý nhân giúp đỡ, gặp nhiều may mắn trong công việc. Tuy tài vận có đôi chút khó khăn, nhưng khi bước vào trung vận, họ sẽ có tiền tài để tích lũy. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân gia đình của họ cũng rất hạnh phúc, viên mãn. Đối với nam giới, nếu nốt ruồi xuất hiện ở ngón tay trỏ tay trái thì đây là người thông minh thiên bẩm, có chí tiến thủ, quyết tâm cao để đạt được mục tiêu nên họ có tương lai vô cùng rạng rỡ. Nếu nốt ruồi ở trên ngón tay phải thì đây là người đàn ông có số giàu sang, được hưởng của cải của cha ông để lại, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Không chỉ vậy, sau khi kết hôn, họ sẽ giúp được cho gia đình bên vợ rất nhiều. Ngoài việc theo dõi về ngón trỏ, so sánh độ dài ngón áp út với ngón trỏ cũng có thể luận đoán được các vận mệnh khác nhau. Thứ nhất, nếu có ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ. Những người sở hữu ngón trỏ ngắn hơn ngón đeo nhẫn thường mang tính cách yếu đuối, thiếu quyết đoán. Vì vậy mà trước khi quyết định việc gì, họ thường chần chừ do dự. Họ rất ngại mạo hiểm và chỉ thích điều gì đó ổn định, an toàn. Những người có ngón trỏ ngắn hơn ngón đeo nhẫn thường là người không ham mê quyền quý, xa hoa. Họ thích một cuộc sống bình yên, an phận. Sau những nỗ lực của thời trẻ, họ có một cuộc sống bình dị, an yên lúc về già. Thứ hai, nếu ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn. Những người có ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn thường là những người rất cương quyết và kiên trì. Nếu đã quyết định làm gì, họ sẽ làm đến nơi đến chốn, chứ quyết không bỏ cuộc giữa chừng. Có thể, những người có ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn thường sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng khi lớn lên, nhờ quyết tâm, kiên trì, họ có thể vượt qua được những trở ngại, thử thách hết lần này tới lần khác và cuối cùng gây dựng được cho mình một sự nghiệp thành công, một cuộc sống ấm no đủ đầy. Thứ ba, nếu có ngón trỏ và ngón đeo nhẫn dài bằng nhau. Người có ngón trỏ như thế này được sinh ra với một tính cách tốt bụng, rộng lượng và hào phóng. Vì vậy, đi đến đâu, họ cũng sẽ gặp được bạn tốt. Khi gặp khó khăn, họ sẽ được quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, che chở. Khi về già, nếu không quá giàu có thì họ cũng có cuộc sống đủ đầy, không phải lo nghĩ nhiều tới chuyện tiền bạc. Quý vị thân mến, trên bàn tay ngón ngắn ngón dài, mỗi ngón tay cũng có những đặc điểm khác nhau. Điều này không chỉ do cấu tạo của cơ thể con người mà nó còn ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn về số mệnh và vận mệnh. Trong phần đầu của chương trình, chúng ta đã tìm hiểu về các đặc điểm của ngón tay trỏ, phản ánh đặc điểm về tính cách của chủ nhân. Tiếp theo đây, kênh Phong Thủy Lộc Đài sẽ chia sẻ về các đặc điểm hình tướng của ngón tay cái và ngón tay út, hai ngón tay biểu tượng cho ý chí và tài năng của con người. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Ngón tay cái là tổng hòa ba yếu tố thiên, địa, nhân. Ngón cái được xem là tượng trưng cho bản mệnh của một người. Các đốt ngón tay trên ngón tay cái được chia là thiên, địa, nhân. Thiên tượng trưng cho ý chí, nhân tượng trưng cho lý trí, còn địa tượng trưng cho tình cảm. Nếu đốt đầu tiên của ngón tay cái dài hơn thì chủ nhân có ý chí kiên định, chủ động và tích cực,
lại có tính nhẫn nại cao, yêu cuộc sống, có ý thức mạnh mẽ về sinh mệnh và trân trọng cuộc sống của mình. Người có đốt thứ hai đầy đặn, sống lý trí, thông minh và có tham vọng. Họ làm việc rất cẩn thận và chu đáo, điềm tĩnh trước mọi vấn đề, không dễ bị kích động hay bị cảm xúc dắt mũi. Tiếp theo đó, người có ngón tay cái với đốt thứ ba to rõ, chủ nhân của nó có đời sống tình cảm phong phú, là người lương thiện từ tâm và rất dễ xúc động. Họ có yêu cầu khá cao về đời sống tinh thần, luôn đặt nặng vấn đề tình cảm, đặt cảm xúc lên trên lý trí. Ngược lại, nếu đốt này của bạn không lớn, thì rõ ràng bạn không quan tâm lắm tới chuyện tình cảm, bạn sống khá lạnh nhạt và hiếm khi đồng cảm với ai. Bạn khá khô khan và cũng không biết cách thể hiện tình cảm của mình, cũng ít khi có hiểu biết về chuyện tình cảm. Ngón tay út tượng trưng cho tài năng và uy tín của chủ nhân. Các bậc thầy về phong thủy cho rằng ngón út tượng trưng cho tài năng và trí tuệ, cũng như thể hiện tài năng giao tiếp và uy tín của chủ nhân. Người có đốt thứ nhất của ngón út dài thì lòng tham học, có khát vọng theo đuổi trí thức, cũng có tài ăn nói, giỏi thuyết phục, thông minh và phản ứng nhanh nhạy, có khả năng thơ văn và khoa học. Nếu đốt này ngắn thì chủ nhân của nó ít học, kém thành công, trí tuệ không cao, phản ứng chậm chạp, không giỏi ăn nói. Đốt thứ hai trên ngón út dài thể hiện đây là người thực tế, có khả năng tư duy siêu việt, có tài kinh doanh. Nếu đốt này ngắn thì đó là người hay mơ mộng, xa rời thực tế, hay hoang tưởng vượt quá khả năng của mình, cũng kém tin cậy, không có khả năng tư duy. Ngón út mà đốt thứ ba dài, bói vận mệnh thì chủ nhân của nó có khả năng giải quyết công việc hiệu quả, có khả năng quan sát tốt, nhìn xa trông rộng, ham học hỏi và giỏi giao tiếp, ứng biến linh hoạt. Đốt này ngắn thể hiện đây là người làm việc kém, lúc nào cũng mơ hồ hay nói dối để che đậy sự thật, học hành không được tốt. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và tâm linh. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất tới từ kênh và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.